phát lộc phát tài. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Rất vui khi gặp lại các bạn đã quay trở lại với kênh Chim Nhồng Việt Nam. Thì vào ngày hôm nay thì em lại quay đến các bác những chú chim mà em đang tách lồng. Và hôm nay em tách lồng là những chú chim nhồng bầu, nhồng trâu. Thì hôm nay em sẽ quay và em sẽ giới thiệu đến các bác những chú chim em tách lồng ra đây. Và em sẽ giới thiệu đến các bác từng chủng một chú chim rồi em sẽ báo giá để các bác tham khảo nhá. Thì con đây là con đang nói rồi này. Và còn em đây cũng mới tách lồng ra đây. Con đây thì đang hot rồi. Con đây hot rồi thì em để với giá là 2,5 triệu nhá. Đây em quay đến gần cho các bác xem này. Đó. Con đây là đang hot rồi. Con đây em để là 2,5 triệu. Mà các bác nào có nhu cầu thì cũng liên lạc với em qua số điện thoại em sẽ để trên màn hình cũng như trong phần mô tả nhé. Đó, em đây thì chọc hết mũi rồi. Em đây chọc hết mũi thì em sẽ để lại. Em chờ nó thay lông rồi em sẽ nuôi lại này. Đó, còn em đây hot rồi này. Em đây hot rồi thì em cũng để giá 2,5 triệu. Còn em đây thì chưa hot. Em đây chưa hot thì em để giá là 2,2 triệu nhé. Đây là 2,2 triệu. Đó, còn em đây mới tách ra em để giá 2,2 triệu. Đến em đây là hot rồi này, em đây hot rồi và em bên đây cũng hot rồi nha các bác. Còn em bên đây là chưa hot, em đây là chưa hot này. Và em sẽ giới thiệu đến với các bác là những chú chim em đã tách lồng, còn những chú chim mà chưa tách lồng thì như ở dưới đây thì em lại giới thiệu với các bác sau. Đây những chú chim mà chưa tách lồng này thì em giới thiệu các bác sau nhé. Thì giờ em giới thiệu đến với các bác là những chú chim đã tách lồng nhé. Thì em đây thì chưa hot, em để ra 2,2 triệu này. Em dưới đây cũng chưa hot này. Chỉ có mấy em hot rồi thôi. Mấy em hot rồi thì em để với giá 2,5 triệu. Còn những em chưa hot em để 2,2 triệu. Và còn đây, đây là cặp đây. Cặp đây thì em để là 2 triệu một con này. Và còn em đây, em đây thì hot hết rồi. Em đây về cũng chỉ được ít nữa là nó hot xong là mình chuyển sang dạy nói thôi. Đó. Em đây là hot rồi này. Và còn bên dưới đây các bác. Đây bên dưới đây thì những chú chim đây thì em để giá là 1,8 triệu này. Chim đây nuôi mới được hơn 1 tháng. Chim đây hơn 1 tháng em để là 1,8 triệu một con. Cũng như bên đây. Bên đây cũng có hai con đây thì em cũng để là 1,8 triệu này, còn một con kia là em để giá 2 triệu nhá. Còn sang lồng bên đây thì đây, sang lồng bên đây thì em sẽ giữ lại, có hai con nó đang thay lông để em chờ nó hết thay lông, còn hai con là hai con mái, có hai con trống nó đang thay lông thì em giữ lại em nuôi này. Còn bên đây em chưa tách lồng này, bên đây chưa tách lồng thì em để giá cũng là 2 triệu cho các bác nhé. Đó là còn là những chú chim đây. Đó, những chú chim đây đang hot đây. Đó, đang hot thì em để giá 2,5 triệu. Mà các bác nào xem video này thấy chim đẹp cũng như là thấy video hay thì hãy cho em một like cũng như là bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh Chim Nhồng Việt Nam cũng như là theo dõi các video mới nhất tiếp theo nha các bác. Đó, chim đang hot là em để ra 2,5 triệu đó. Đó, có con nó đang hot này, những con đằng kia cũng đang hot này. Rồi còn là chú chim đây thì đang nói. Con này đang nói thì em sẽ giữ lại, con này là đầu đàn thì em sẽ giữ lại này. Và trong mùa dịch đây thì các bác cũng thông cảm cho em là chỗ nào mà có xe thì em mới gửi được chim nhá, mà chỗ nào mà em gửi được chim thì em mới nhận là chuyển khoản nhá, mà chuyển khoản là phải chuyển khoản trước cho em mới chuyển chim đấy nhá.
các bác thông cảm trong mùa dịch nó là như vậy. Cho nên là những bác nào mà có ngại ý mua thì cũng hết sức thông cảm cho em là như vậy. Tại vì chỗ nào có xe thì em mới chuyển được, còn chỗ nào không có xe thì em cũng không chuyển được, thì em cũng không nhận tiền nhé. Và video ngày hôm nay thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.